Nhận định bóng đá Southampton với Chelsea, 19h30 phút ngày 20 tháng 2, vòng 25 ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ có chuyến hành quân đến sân nhà của Southampton. Với chuỗi trận thăng hoa, chắc chắn đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ không dễ dàng rơi điểm số ở vòng đấu này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Southampton đang trải qua quãng thời gian hết sức khó khăn ở ngoại hạng Anh, bằng chứng là đội chủ sân St. Mary's đã không biết mùi vị của chiến thắng 6 trận liên tiếp trên đấu trường này. Thành tích đó khiến họ rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 29 điểm có được. Trải qua 23 trận đã đấu ngoại hạng Anh, họ đã thắng 8, hòa 5 và thua tới tận 10 trận. Ở lượt đấu gần nhất, đội chủ nhà cũng dễ dàng để thua trước Wolves với tỷ số 2-1, khá đen cho thầy trò huấn luyện viên R. Hạ Sê Guti khi họ sẽ phải đụng độ với Chelsea ở thời điểm này. Cửa thắng của Southampton là cực kỳ ít dù họ đang có lợi thế về mặt sân bãi. Phía bên kia sân, Chelsea đang là một trong những cái tên được chú ý nhất nhờ phong độ thăng hoa của mình. Với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, The Blues đã thẳng tiến vào top 4. Cụ thể, đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel đang nắm trong tay 42 điểm sau 24 trận đã chơi tại ngoại hạng Anh. Kết quả cụ thể là 12 chiến thắng, 6 hòa và 6 thất bại. Chỉ cần giữ vững đúng phong độ của mình, khả năng cạnh tranh vị trí thứ 2 hoặc 3 là hoàn toàn có thể xảy ra. Tới làm khách trên sân của một Southampton mạt nhược, việc Chelsea sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn là không quá bất ngờ. Soi kèo và nhận định Southampton với Chelsea. Về thành tích đối đầu, Chelsea là đội vượt trội hoàn toàn so với Southampton. Hơn nữa, họ đang là đội thi đấu khá thăng hoa thời gian gần đây. Không bất ngờ khi Chelsea có kèo chấp châu Á là 0.75 trái. Hàng công của Chelsea đang khởi sắc hơn với những trận thắng rất ổn với thế trận cửa trên lấn lướt. Các cầu thủ nổ súng đều trở lại sẽ là điểm tựa cực tốt cho đội khách. Hàng thủ chắp vá của Southampton đang gặp những khó khăn nhất định, do đó trận đấu này sẽ có được nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán tỷ số trận đấu, Southampton với Chelsea, 1-3.